đạo 33 tuổi người Honduras, Jerry Benson mới đây vừa gây chú ý lớn trên mạng xã hội khi đeo khẩu trang trong suốt 76 phút trên sân ở trận đấu giữa Los Olimpia và Montreal Impact thuộc giải CONCACAF Champions League. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Benson đeo khẩu trang trong suốt thời gian của trận đấu và giúp Los Olimpia giành một suất vào vòng tiếp theo sau khi đánh bại đội bóng đến từ giải nhà nghề Mỹ bởi lượt bàn thắng sân khách. Thậm chí, theo tiết lộ của huấn luyện viên Pedro Tromelio, Benson đã thi đấu với chiếc khẩu trang trong mọi trận đấu ở giải vô địch quốc gia Honduras, mặc dù có ý kiến cho rằng đeo khẩu trang có thể làm giảm khả năng hô hấp ở các vận động viên đỉnh cao, nhưng có vẻ ông Tromelio không lo ngại lắm về điều đó. Theo nguồn tin địa phương, mục đích Benson đeo khẩu trang khi thi đấu nhằm tránh bị lây nhiễm COVID-19 và bảo vệ gia đình. Quyết định đeo khẩu trang của Benson khi thi đấu cũng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ trên mạng xã hội. Nỗi lo của Benson cũng không phải vô lý khi thực tế đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát tốt tại một số nước. Hồi tháng 11, trung vệ đội tuyển trưởng Croatia Domagoj Vida đã thi đấu trọn vẹn hiệp 1 trận giao hữu giữa Croatia với Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.